Chào các bạn, ngày hôm nay thì bên em về hàng 85 inch dòng TV siêu khổng lồ của QLED Samsung 85Q60A trong năm 2021. Trong clip này em sẽ quay cái quá trình bóc hộp cũng như là tư vấn review về cái mẫu TV này để mọi người cùng xem và tham khảo. Một chiếc TV có kích cỡ đến hơn 2m. Đấy thì rất mong nhận ủng hộ của mọi người bằng cách đăng ký để tiếp tục theo dõi các clip em quay review cũng như giới thiệu các dòng TV mới bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. Đây là 85Q60A, một trong những mẫu TV sử dụng công nghệ màn hình QLED, model mới nhất của năm 2021 mà Samsung giới thiệu. Ngày nay thì bên em tiến hành bóc hộp và bày tại sàn của hệ thống siêu thị máy Ecomark. 85Q60A là phiên bản TV QLED mở đầu phân khúc, tức là bên trên của Q60A còn các cái mẫu như Q70, Q80 và cả Q90 nữa. Thì cái mã này có cái kích cỡ màn hình rất là lớn. Em đã từng quay nhiều những cái mẫu TV 72 70 và 75 inch rồi. Tuy nhiên thì những mẫu mà TV 55 inch thì thường là sẽ theo nhu cầu đặt hàng của khách, và khi mà có những dòng này TV thường về thì sẽ được bán ngay lập tức thôi. Những cái mẫu TV này thì nó có cái đặc thù là kích cỡ màn hình siêu khổng lồ. Đấy, chiều dài của nó đến hơn 2m. Một chiếc TV lớn thì có cả cái hệ thống ni lông xốp bọc bảo vệ trước sau khá là chắc chắn và vững chãi. Đây là cái mã hàng mà em đã từng giới thiệu trong cái phân khúc TV 55, 43 inch, 50 inch, 55 inch, 65 và cả 75 inch nữa. Ngày hôm nay là kích cỡ lớn nhất trong cái phân khúc 85 inch. 2020 thì có cái mẫu Q60T và Q65 và Q60A là dòng thay thế. Đây là cái chân đế để lắp đặt cho con 85Q60A này. Em có nhìn này, cả một cái hệ thống bao bọc rất cẩn thận. Ngoài cái tấm lẹp bố trí dán ở bên trong, hai lẹp hai sườn ra thì có cả hệ thống xốp sườn, rồi hệ thống ni lông bơm khí để bảo vệ cái mặt của TV, trong ấy giúp cho quá trình vận chuyển nó đảm bảo không bị va đập. Đấy, em sẽ cùng các bác xem cái thiết kế của con này. Thiết kế của Q85Q60A, mặc dù TV siêu to nhưng mà cái tấm nền thì rất là mỏng. Đấy, phong cách thiết kế mới của 2021 E-Slim. Đấy các bạn, hệ thống các cổng kết nối của 85Q60A này, các bạn nhìn sẽ có là đến hai cổng HDMI ở bên sườn, một cổng HDMI ở mặt lưng, một cổng optical, cổng cáp cũng như là hệ thống các cổng mạng internet có dây và cổng quang, cổng USB. Hôm nay thì mới nhất của năm 2021, sản xuất tháng 5 năm 2021 này, các bạn nhìn này, tháng sản xuất. Trong cái mẫu TV siêu to siêu lớn này thì chất lượng màn hình QLED thì sẽ cho các bác cái khung hình trải nghiệm rất là sắc nét. Màn hình QLED chấm lượng tử hiển thị 100% giải màu, cho cái độ sâu cũng như độ tương phản vượt trội hơn so với các dòng TV LED. Đấy, con này thì có cái phụ kiện đi kèm là nó sẽ tích hợp điều khiển sạc pin bằng năng lượng mặt trời. Đây các bạn nhìn này, từ những cái dòng TV thấp của Samsung thì nó chỉ sử dụng điều khiển có pin thôi. Còn đối với các cái dòng QLED từ Q60A trở lên thì sẽ có cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời này. Các bác không cần phải lắp pin, mà chỉ cần để nó ra ngoài ánh sáng là nó có thể là tự đầy pin lên, hoặc là các bác cắm sạc qua cổng USB tích hợp ở trên điều khiển. 85Q60A này, màn hình siêu lớn.
Đấy, hầu như những cái dòng TV mới của Samsung, dòng QLED thì đều sẽ có cái miếng dán như vậy, hai miếng dán trắng ốp ở phía hai sườn của TV. Một chiếc TV mới nguyên hộp thì nó sẽ là như vậy các bác nhé. Bây giờ thì bên em sẽ tiến hành lắp đặt chân đế, sau đó thì cho lên cài đặt để em và các bác cùng xem nó sẽ có cái gì đặc biệt. Để lắp được chân đế cho 85Q60A thì các bác phải hết sức cẩn thận, để ý cái quá trình khi mà cho ốc để xoáy vào trong thì vặn vừa chặt vừa đến, như đừng chặt quá nó cháy ren và nhiều khi nó sẽ phá vỡ cái bề mặt ốc, nên là khi mà các bác muốn tháo ra thì các bác sử dụng tô vít thì nó sẽ rất là khó khăn. TV siêu lớn nên là sẽ cần sự trợ giúp của mọi người. Đấy, giữ hai đầu sau đó thì tiến hành lắp đặt chân đế theo cửa của nó thôi. Thì bây giờ sẽ tiến hành đặt nó lên kệ và cài đặt cho cái mẫu 85 inch này. Lát nữa thì em sẽ cùng các bác cài đặt, sau đó thì để xem nó có cái gì đặc biệt các bác nhé. Khi mà về sử dụng tại nhà thì các bác nên bỏ hai lẹp hai bên này ra, hai lẹp trắng. Đây là 85Q60A, dòng QLED TV, Smart TV, màn hình siêu lớn với kích cỡ hơn 2m22. Thì em sẽ có clip quay review để mọi người cùng xem cái chiếc TV siêu to này nó sẽ có cái gì đặc biệt. Mọi người nhớ nhấn đăng ký để theo dõi. Cảm ơn mọi người.